trước mặt anh chị là trục tỉnh lộ 765, một cái tuyến đường mà mình đã quay khá là nhiều rồi, tại vì khu vực này là mình đang sinh sống luôn. Đó, tính ra là từ vị trí này mà tới cái quán cà phê nhà vườn của mình á cũng chắc chừng vài cây số thôi. Đó. Thì hôm nay mình sẽ quay review một cái căn nhà mặt đường ngay mặt tiền đường tỉnh lộ này luôn ha. Đó, vị trí phải nói là không thể nào mà chê được với cái giá rất là mềm luôn anh chị. Đó, tôi nghe giá chỉ hơn 1 tỷ mấy thôi là mình sẽ có cái nhà mặt tiền, bề ngang cũng khá là nhiều. Đó, vừa ở được, vừa kinh doanh được. Đó, pháp lý thì hoàn toàn chỉnh chu. À, tại vì người ta thật sự là cũng đang khó khăn quá rồi nên người ta đưa ra cái giá rất là hợp lý để mà bán. Thì bây giờ là mình sẽ quay review chi tiết nha. Anh chị nằm xem hay ok thì liên hệ mình. Chúng đây là một cái căn nhà mình thấy là rất hợp lý. Cái giấc này quay là cũng nghỉ trưa chị đây. 1 giờ rưỡi. Nói chung là thấy cái nhà ok quá nên là mình tranh thủ quay. Thì cái đường này là đường tỉnh lộ, nó kết nối giữa Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Giờ có điểm thôi nói rồi, trường học tại đây cũng nằm giữa nhiều trường học á. Đó, kia trung tâm xã. Còn cái giờ thấp điểm thì cũng xe cộ qua lại cũng lai rai. Và cũng vì là cái đường chính nên là đèn điện cao áp rồi điện ba pha mọi thứ là đều đầy đủ hết. Đó. Và cái đường này sẽ còn mở rộng đi ha, sẽ còn mở rộng. Rồi thì bây giờ là mình sẽ tóm tắt thông tin cơ bản và báo giá luôn nha. Căn nhà mình đó chị, nó có địa chỉ là xã Lâm San ha, xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Đó, nằm trên mặt tiền đường tỉnh lộ 765. Thì từ vị trí này mà đi về thành phố Hồ Chí Minh á, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 75 đến 80 cây số. Anh chị hay đi nhiều đường ha, mình sẽ hay đi tắt qua, đi thẳng qua Bà Rịa Vũng Tàu đây. Ở đây mình chấp lên với Bà Rịa Vũng Tàu rồi ha. Còn không á, mình đi hướng cao tốc. Cao tốc đây mình đi tầm 20 cây, hướng này là hướng Xuân Lộc nè. Thì có nút giao cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Nhưng mà đi đó thì nó nhanh hơn nhưng mà nó sẽ xa hơn. Còn chị thích đi gần hơn thì nhưng mà nhiều khi nó xe đông đường nó nhiều xe á. Thì mình sẽ đi băng qua Bà Rịa, băng qua bên Bà Rịa Vũng Tàu và đi về Hồ Chí Minh. Tóm lại là khoảng tầm mình nghĩ là đi khoảng tầm 2 tiếng. Khoảng tầm 2 tiếng là tới đây. Thì hướng này là hướng đi về quốc lộ A ha, quốc lộ A hay Xuân Lộc nè. Còn hướng này nè là mình đi về hướng Bà Rịa Vũng Tàu ha, đi biển. Mình đi tầm 2-3 cây gì, tầm 2-3 cây gì làm sẽ qua địa phận của Bà Rịa Vũng Tàu ha. Thì về tiện ích thì mình sẽ kẹp giữa hai đây. Đi tầm cây số là biết không tới nữa, là sẽ có chợ, nhà thờ, trường học ha, chợ ấp 5. Đó. Còn đi hướng này tầm hơn 2 cây là mình sẽ vô trung tâm của xã Lâm San ha. Thì tự nhiên rồi có ủy ban, có mọi thứ luôn, có điện máy xanh đầy đủ. Đó, thì tiện ích khai đủ ha. Xung quanh đây thì cũng kinh doanh nè, đối diện mình là một cái quán cà phê nè. Rồi sửa xe này nọ và cái nhà mình thì cũng đang kinh doanh ha. Shop hoa, kinh doanh hoa. Thì bây giờ là chị chủ, chị đang khó khăn quá chị bán ha. Chị này là cũng gọi là gà mái nuôi con mình, tức là mẹ đơn thân. Vì gồng gánh gia đình không nổi nữa nên hôm nay là có nhờ mình đến đây để mà quay bán căn nhà này. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ nói về căn nhà mình ha. Vị trí thì quá ok rồi. Thì căn nhà mình nó có tổng diện tích là 228 m², 228 m² ngang là 7 m, dài sâu vô là 33 m. Có sẵn là 150 thổ cư rồi ha. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ báo luôn cái giá luôn. Sau đó mình sẽ nói rõ về những cái ưu điểm và nhược điểm của căn nhà này nha. Hiện tại là chị chủ đang thực sự là rất là bán, cần bán nên là chị hạ xuống và chị kêu sát giá luôn là 1,5 tỷ. Thì dĩ nhiên là sát giá hay sát giá nhưng mà cũng còn thương lượng hay là còn bớt cái lọc cho anh chị nhà thiện chí tới xem và gặp trực tiếp chủ mình làm việc ha. Rồi thì giá cả thông tin là đầy đủ rồi ha. Bây giờ là mình sẽ nói rõ hơn về ưu điểm và nhược điểm ha. Và cái nhược điểm thì nó có cái nhược điểm như thế này. Thật ra nó cũng là ưu điểm luôn, gì nhược điểm mà ưu điểm luôn á. Tức là cái đường này sẽ mở rộng thì dĩ nhiên là sẽ lấy vô một phần đất. Nó lấy vô khoảng tầm gần một nửa đất ha. Thì cái lộ giới là như vậy thôi, nhưng ra ở Đồng Nai anh chị thường thường lấy lộ giới nó hơi dư. Chứ mình nghĩ là nó chỉ lấy vô khoảng tầm sau này cái đường này mở rộng cao lắm thì thêm 5 m nữa thôi. Nhưng mà cái lộ giới của nó thì hơn 10 mấy mét lận. Thì sau khi mà trừ hết lộ giới ra thì mình sẽ
Nói chung là trừ lộ giới ra thì cũng khoảng hơn trăm mấy chục mét á ha. Thì mình 150 thổ cư mà à, hơn 150 mét thì cũng khá là đủ, cũng tức là bề ngang sau khi mình trừ lộ giới ra thì còn ngang 7 dài đâu đó là gần 20 mét à, thì cũng tốt thôi, nếu mà đường mở rộng ra thì càng ok ha. Đó à, rồi đất mình thì quay mặt sang hướng tây bắc nha anh chị, hướng tây bắc nhưng mà hơi là tây nhiều hơn, nói chung là gọi là tây tây bắc đó. Đó bây giờ sẽ vô tham quan nhà ha. Ngang thì được 7 mét nên là cũng khá là rộng đây. Đó nhà sân rất là rộng luôn chị, đã độ mái hiên hết nè. Nên là ở đây mình có thể buôn bán là quán ăn, quán nhậu hay gì đó đều ok ha. Còn không đậu xe hơi thì cũng đậu hơi bị nhiều chiếc á. Mỗi bên 2 chiếc đi, 3 chiếc luôn, 7 mét. Đó, rồi rộng, nói chung là được cái sân rộng, thuận tiện ở kinh doanh ha. Còn anh chị mình không thích kinh doanh thì mình hãy gỡ bớt mái hiên ra, mình làm cảnh quan nhà vườn mini cũng được. Đó. Đây bây giờ là mình sẽ bước vô. Bề ngang 7 mét mình còn một cái khoảng bên hông nữa anh chị. Nè. Chung là nhà người ta đang ở nên mình cũng quay gọi là vừa phải thôi. Đó. Nhà này là xây là chừa được bên hông ha, chừa bên hông nên là mình mở cửa sổ thoải mái nè. Cái hông này cũng được khoảng tầm mét rưỡi ha, mét rưỡi gần 2 mét. Đó, còn phía dưới là xây hết đất luôn. Bây giờ mình sẽ xin phép mình quay bên trong nhà ha. Bên trong nhà người ta đang hôm nay cũng đang làm việc. Làm bông hả? Bông này bông giấy hả? Bông giả hả? À, bông rồi vô trên xin phép quay bên trong nhà nha. Đây mình có một phòng ngủ hả? Của này giống như hồi xưa làm giống như cái giường vậy ha. Làm cái giường luôn, làm giường. Cái giường là mình để cái nệm lên là mình ngủ thôi. Đúng. Đó, ở đây phòng ngủ thứ hai. Đó, rồi đây. Xuống coi anh nuôi đúng không ạ? Anh nuôi. Rồi đây là mình có một cái phòng bếp. Đó, phòng bếp. Tôi về nhà là nhà đang kinh doanh nên là cũng hơi đồ đạc hơi nhiều xíu. Cái này cái kho hả? Kho. À cái kho, hơi này chắc được cất vàng của người ta. Kho coi ha. Đựng bông không à? Đựng bông không hả? Không, nhiều khi vàng bạc cũng đó. Đựng bông không? Hả? Kho đựng bông. À cái kho cũng rộng. Ô cái này tính ra làm phòng ngủ được luôn chứ. Đúng rồi. Đó. Cái này là phòng ngủ được luôn á, tức là mình hãy nhớ thêm phòng ngủ là ba phòng ngủ, phòng rộng. Phòng rộng á. Rồi tắm, phòng tắm thì ở đây. Đó mình còn khoảng hông bên phía sau nè. Đó. Nguyên khoảng hông này nè, cũng rộng, thoáng, nói chung là nhà này thoáng mát. Đó, cái này là nhà vệ sinh kêu luôn nhà tắm luôn. Đó, nói chung là cơ bản nhà này thì ở vẫn được ha. Còn anh chị thích mình xây lại thì đó tùy, nhưng mà hiện tại nhà này mình thấy cũng ok rồi. Sạch sẽ, về dọn thì đồ đạc ra là cũng ở được thoải mái của gia đình. Đó. Rồi. Căn bản. Chung là đủ ở. Được cái là sân khoảng sân rất là rộng ha, và ngay mặt tiền đường chính. Đó, vừa ở vừa kinh doanh được. Mà giá hơn 1 tỷ rưỡi xíu thôi là mình thấy là quá hợp lý rồi ha. Bề ngang tới 7 mét lận nên là nhìn rất là rộng. 7 mét tính ra là được 2 nền, nên chỉ mỗi nền 3 mét rưỡi là quá đã đủ rồi. Đó, đây. Rồi, thì căn bản là vậy thôi ha. Mình nghĩ là anh chị cũng đã hình dung được hết cái bất động sản mình rồi. Nên là bên chồng bây giờ là mình thấy cái giá hợp lý thì liên hệ ha. À, bây giờ là mình sẽ mời chị xem flycam đi. Mình sẽ xem một đoạn flycam trên cao để anh chị hình dung được cái vị trí khu này nó như thế nào. Đó, rồi lát nữa là về mời xem pháp lý sau ha. Sổ sách, thông tin quy hoạch rõ ràng và vị trí trên bản đồ. Đấy, hướng trung tâm xã ha, hơn 2 cây là đầy đủ hết luôn. Còn không bị chợ ở đây. Chợ ở đây thì cũng bán ngày, bán chiều luôn. À, hơn cây số. Nên là tiện ích là đầy đủ hết. À, đặc biệt đây cũng gần hồ chứ ha, hồ sông Rây à, nên là phải là cuối tuần ra câu cá. Giờ này thì thật sự là hơi vắng ha, hơi vắng xe à, bây giờ nghỉ trưa mà chị, nghỉ trưa chỉ có xe tải đường dài, chúng anh đều đồ liên tỉnh ha, nên là xe tải đường dài với xe bít này nọ đi qua cũng nhiều. Vậy thì có thể là mình làm một cái quán dừng quán cơm ha, quán cơm cũng được. Rồi, bây giờ mình vẽ cho anh chị hình dung được tổng thể đất mình nè. Nói chung là nó vuông ha, vuông vắng, ngang 7 dài 33.
Đấy, xung quanh chân cư. Dĩ nhiên rồi, đây là trục đường chính mà. Cái đường này tính ra là cái đường lớn thứ hai đi qua huyện Cẩm Mỹ đó anh chị. Ngoài ra thì có đường quốc lộ 56 nữa. Đây, đi thẳng một mạch luôn là sẽ vô trung tâm xã ha, khoảng tầm vài cây số, và đi qua ngã tư sông Ray là khu vực phát triển nhất ở Cẩm Mỹ, và nữa là mình sẽ tới Xuân Lộc quốc lộ A, là trước khi đó là sẽ tới nút giao cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Đấy, bên kia chung là bên đối diện, bên đó là bên phía của châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu đó anh chị. Tức là mình giáp ranh với bên Quảng Thành, châu Đức là cái nơi mình sinh sống. Đấy, xa xa kia chị thấy không, chợ giáo xứ luôn nha. Đó, cái giáo xứ kìa, chợ giáo xứ, trường học. Đấy, đầy đủ luôn. Và đi hẳn đó là sẽ đi qua bên phía biển ha. Ở đây nếu mà đi biển thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 35 ha, khoảng tầm 35 cây số nha anh chị, cũng tương đối là gần. Đây, xa xa kia mình chính là hồ sông Ray, là cái hồ biểu tượng khu vực này luôn đó chị, hồ này lớn lắm, nằm giữa hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai. Anh chị nào mà thích câu cá thì cái hồ đó số 1 luôn á. Rồi đây mình sẽ quay cận cảnh vô cái không gian nhà mình ha. Anh chị mình thích mình mở cái mái tôn ra mình làm sân vườn cũng được ha, tức là mình làm dạng nhà vườn mini. Cái như quán cà phê, sân vườn nhỏ nhỏ cũng được, quán ăn cũng được, quán nhậu cũng được, là tiệm gì đó, nói chung là mình thấy kinh doanh đa ngành nghề thôi, tùy ý anh chị. Kiểu như vợ chồng công nhân đi làm, mình về đây mình tích góp được, mình mua cái nhà này mình ở, mình mua bán được ha. Tiện ích đầy đủ, gần chợ, gần trung tâm, mọi thứ đều ok hết. Sẵn về lại quán cà phê nhà vườn mình thì mình cũng quay luôn ha. Đó, mình đi tầm không tới cây số là khu này khu chợ ha, chợ này chợ ấp 5 thôi, chợ nhỏ thôi, hay gọi là chợ khu 10. Đó, buổi sáng thì nó sẽ đông vui hơn. Này buổi trưa giờ nghỉ đó, giờ là giờ nghỉ giờ lao. Nghỉ dưỡng. Chợ chị ha. Chợ này thì buổi sáng như là buổi bán buổi chiều luôn. Còn buổi trưa thì tạm thời nghỉ, chỉ có mấy tập quá lớn, cây xăng này nọ thôi. Đó, nếu đi thẳng cũng Bà Rịa nè, còn đây quẹo phải nè, trường học nè anh chị. Thì quẹo phải này đi thêm tầm 2 cây ha là sẽ tới nhà vườn của mình. Thì anh chị mình nếu sau này mua về thì cũng thấy là hàng xóm luôn ha. Tính ra từ cái nhà đó tới nhà vườn mình thì tầm 3 cây ha. Đây trường tiểu học. Đó, cái đường này hai bên đường hoa đẹp lắm, nhưng bây giờ mùa mưa họ cưa ngang hết rồi. Mùa nắng á thì nó sẽ bung bóng đẹp lắm. Chung khu này mình thích anh chị, khí hậu mát mẻ gần hồ. Cái đường mà số 5 gần đoạn mình á là buổi chiều họ hay bán cá hồ lắm chị ha, họ đem cá rồi họ bán á. Thì họ sông Ray á, cá cũng ăn cũng ok lắm, sạch, cá sạch. Rồi, bây giờ là mình sẽ về nhà và lát nữa mình sẽ mời chị xem sổ ha. Đó. Đi tầm hơn cây, gần 2 cây tới nhà mình rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem sổ ha. Đó, địa chỉ xã Lâm Sang, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Còn về cái diện tích á, thì hình như là lúc đầu mình nói là có hơi sai xíu nha. Đó, mình nói là 228 nhưng mà nó là 225 ha. Đó, cũng gần như là cũng không khác nhiều. Cách nhau 3 mét. Đó thì có sẵn là 150 thổ cư rồi nha anh chị ha. 150 thổ cư rồi. Đó, đây là cái hình như đất mình nè. Nhưng mà vuông vắn tuyệt đối ha. Ngang 7 dặm 33. Mặt tường đường tỉnh lộ 765. Đó, có hành lang bảo vệ gọi là an toàn, gọi là lộ giới đó, nhưng mà thật ra là nó lấy mình nghĩ là lấy không nhiều. Đó, nhưng mà thật ra nếu mà tới lấy mà nhiều chăng nữa thì cái chiều dài mình cũng còn khá là ổn định ha. Nói chung là lòi ra mặt tiền càng lớn thì nó càng giá trị thôi. Còn đây là cái phần thông tin quy hoạch của khu đất mình ha. Đó thì nó cũng giống như trên sổ vậy thôi. Đó, thì cái phần lộ giới là nó sẽ gần một nửa phần đất mình ha, gần một nửa phần đất. Đó. Quy hoạch thổ cư thực ở. Nói chung là cũng quy hoạch thì đó, thì chủ yếu là mặt đường chính hay là sẽ có lộ giới, còn lại là cũng không có gì đặc biệt ha. Và cuối cùng thì mình sẽ nói về cái vị trí đất mình ha. Thì đất mình á, nó nằm trên mặt tiền đường tỉnh lộ 765. Đó thì anh chị mình đây, quán cà phê Lotus nè. Đó, anh chị có thể là gõ đây.
từ qua phê lô tết này mình ra đất này khoảng tầm 3 cây thôi đó. Chỉ nói chung là chị mình đi thành phố Hồ Chí Minh đó, đi đường ngắn á, thì anh chị có thể sẽ đi ngang qua quán cà phê của mình ha, và sẽ ra đường 365. Còn không anh chị có thể là đây qua ngã tư sông Rây là mình đi nữa cao tốc nè, nhưng mà đường này thì nó sẽ xa hơn tới mười mấy hai chục cây lận à, nhưng mà được cái cao tốc thì đi nhanh à, nên là chị mình sẽ có nhiều cái lộ trình. Còn không chị đi xuống mà đường Mỹ Xuân cái giao này mình ra đủ quốc lộ 1 cũng được luôn đó, sẽ có nhiều đường đi ha. Thì anh chị mình quan tâm thì cứ alo mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về đường xá, cũng như là hỗ trợ dẫn gì xem nhà và gặp chủ mình làm việc vì giá cả và giấy tờ thì pháp lý này nọ rồi mình sẽ nói chung là ok thì công chứng mua bán thôi. Nói chung đây là một cái bất động sản mình tin chắc là nhiều người sẽ thấy ok ha, tại vì ở đường chính và ở kinh doanh được à, mặc dù dính lộ giới nhưng mà cái chiều dài của mình nó cũng còn tương đối là an toàn, nên là mình cũng thoải mái thôi. Đặc biệt thì mở đường thì đất có thổ cư nữa thì chắc chắn là cũng sẽ còn đền bù cũng thỏa đáng thôi, tại giờ luật mới bây giờ là nó phải đền bù theo đúng với lại gần như là giá trị thị trường mà đó, nên là chị mình cũng yên tâm đó, là mình vừa được đền bù mà vừa được mở đường lớn đó. Và quan trọng là cái phần di tích vẫn còn để sử dụng được, để mà kinh doanh mua bán được, ở được ha. Nói chung là cũng được hơn 100 mấy chục mét vuông là cũng ok rồi à, rồi xin phép chào anh chị ha, cảm ơn anh chị mình đã xem hết video này.